518. Chuyện Long Dương Bandara, tiền thân Bandara. Người nào chuyện bí mật đem phơi? Câu chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về việc Devadatta, Đề Bà Đạt Đa nói dối và quả đất đã há miệng nuốt sống ông như thế nào. Thời đó là lúc Đề Bà Đạt Đa bị chúng tỷ kheo quở trách. Bậc đạo sư bảo: Này các tỷ kheo, không phải chỉ bây giờ mà cả ngày xưa nữa, Đề Bà Đạt Đa đã nói dối và đã bị quả đất nuốt chửng. Nói xong, ngài kể câu chuyện quá khứ. Ngày xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, có 500 thương nhân lên tàu ra khơi. Vào ngày thứ bảy, khi họ đã khuất dạng khỏi đất liền, họ bị đắm tàu giữa biển và tất cả làm mồi cho cá, chỉ trừ một người. Người này nhờ gió đẩy đến bờ Karambija. Lên bờ, mình trần trụi vô cùng khốn khổ, gã lang thang khắp nơi khất thực. Dân chúng nghĩ đây là bậc tu hành khổ hạnh, thiểu dục tri túc, và họ tiếp đãi gã rất ân cần. Xong gã bảo: Ta đã có đủ sống rồi. Và khi họ cúng dường y trong y ngoài, gã đều không nhận thứ gì cả. Họ bảo nhau: Chẳng có bậc khổ hạnh nào vượt quá vị này về phương diện thiểu dục tri túc, và lại càng hân hoan vô cùng vì gã. Họ sẽ am ẩn sĩ cho gã trú ẩn, và gã lấy danh hiệu Karambija đạo sĩ. Trong khi gã ở đó, gã được nhiều lợi dưỡng vinh quang. Cả Long Dương lẫn Kim Sĩ Điểu Dương đều đến bày tỏ lòng tôn kính gã. Vị Long Dương này có danh hiệu là Bandara. Một ngày kia, Kim Sĩ Điểu Dương đến gặp đạo sĩ, và sau khi đảnh lễ vị này, ngồi xuống một bên và bảo: Thưa tôn giả, dân chúng của ta khi tấn công loài rồng rắn thường hay bị chết đuối, ta không biết cách nào bắt rồng rắn cho đúng. Nghe nói có điều bí ẩn chi đây? Ngài có thể dỗ dành chúng nói ra điều bí ẩn ấy chăng? Được rồi, đạo sĩ nói. Khi Điểu Dương từ giả ra về, vừa đúng lúc Long Dương đến, tôn kính đảnh lễ xong ngồi xuống. Gã hỏi: Này Long Dương, loài Kim Sĩ Điểu nói rằng khi bắt loài rồng, chúng bị giết chết rất nhiều. Thế lúc đến bắt rồng rắn, làm sao cho chúng được an toàn? Long Dương đáp: Thưa tôn giả, đây là điều bí mật của loài ta. Nếu ta nói ra, ta sẽ gây tai họa tàn sát cả chủng tộc của ta. Sao thế? Ngài nghĩ rằng ta nói với kẻ nào chăng? Ta chẳng nói với ai đâu, ta chỉ hỏi cho thỏa tính hiếu kỳ thôi. Ngài cứ tin ta và nói cho ta biết, đừng e sợ gì cả. Long Dương hứa sẽ nói và từ giả. Ngày hôm sau, ẩn sĩ lại gạn hỏi, Long Dương cũng không nói ra. Xong vào ngày thứ ba, lúc Long Dương đến và ngồi xuống, ẩn sĩ bảo ngay: Hôm nay là ngày thứ ba, ta hỏi ngài rồi, tại sao ngài không nói? Thưa tôn giả, ta sợ ngài kể lại cho kẻ khác. Ta sẽ không hé môi với ai cả, nói đi, đừng sợ gì. Thế là Long Dương bảo ẩn sĩ hứa sẽ không kể lại với ai, rồi nói: Thưa tôn giả, loài rồng rắn chúng ta nuốt đá lớn cho nặng mình và nằm sát xuống. Rồi loài Kim Sĩ Điểu đến, chúng ta há miệng ra, nhe răng nhào đến chúng. Chúng chụp lấy đầu bọn ta, và trong khi chúng cố nhấc lên mà chúng ta lại nặng và nằm sát đất. Nước tràn lên chúng khiến chúng chết chìm giữa biển. Một số Kim Sĩ Điểu chết như vậy. Trong lúc bắt bọn ta, tại sao chúng lại chụp lấy đầu? Nếu bọn ngu xuẩn kia chụp lấy đuôi chúng ta và dốc ngược đầu xuống, chúng sẽ bắt bọn ta phải nhả ra những hòn đá đã nuốt ấy. Thế là làm cho bọn ta nhẹ đi và tha bọn ta về tổ chúng. Long Dương đã tiết lộ bí mật như vậy với ác nhân này. Sau đó khi Long Dương ra về, Điểu Dương lại đến đảnh lễ đạo sĩ Karambija xong, liền hỏi: Thưa tôn giả, thế tôn giả đã biết điều bí mật của Long Dương chưa? Thưa ngài đã. Và gã kể mọi điều vừa được kể trên cho gã. Nghe xong, Điểu Dương bảo: Long Dương đã sai lầm nặng nề, đáng lẽ không nên nói cho ai biết cách tàn sát chủng tộc mình như vậy. Thế là vừa nổi gió lên, Điểu Dương liền chụp lấy đuôi Long Dương Bandara và dốc ngược đầu xuống, làm chúa rồng này phải nhả như hòn đá đã nuốt vào cổ. Rồi Điểu Dương mang Long Dương bay lên không. Rồng Bandara trong lúc bị treo ngược đầu lên không như vậy, liền than khóc thê thảm:
ta tự gây khổ cho ta rồi. Và chúa rồng ngâm các dần kệ: người nào truyền bí mật đem phơi, bất cẩn lòng không muốn giữ lời, kẻ ngốc bị kinh hoàng trấn áp, như ta rồng chúa ngã nhào thôi. Người nào ngu xuẩn lộ ra ngoài, tư tưởng cần che giấu mặt trời, kinh quản ngập tràn vì lẻo mép, như ta rồng chúa gặp chim mồi. Không nên để bạn hữu tham gia, ý tưởng thâm trầm nhất của ta, bạn tốt có khi đầy xuẩn ngốc, kẻ khôn lừa dối với phòng xa. Tin tưởng gã ôi có phải chăng, chuyên trì khổ hạnh bậc hiền nhân, phơi bày bí mật ta lầm lỗi, ta khóc giờ đây nổi đoạn trường. Chuyện riêng tư gã khốn len vào, bí mật ta không giữ được nào, ta sợ mối nguy từ gã đến, giờ ta khóc chính nỗi thương đau. Tưởng bạn trung thành tận tủy xương, xin lòng kính sợ nặng tình thương, ân tình tiết lộ cho người khác, ngã gục người ngu chẳng thể vương. Ai nói lên cùng đám ác nhân, điều thầm kín phải giữ trong tâm, được xem rắn độc nơi trần giới, kẻ ấy tránh xa, chúng thét rần. Cẩm y mỹ nữ gỗ chiên đàn, hương liệu vòng hoa thực phẩm ngon, mọi dục ác kia ta tránh cả, điểu dương nếu đến giúp lòng dương. Rồng chúa Bajaja đã khóc than như vậy qua tám dần kệ, trong khi bị dốc ngược trên không. Điểu dương nghe tiếng than khóc liền khiển trách Long Dương và bảo: này Long Dương, tại sao nay lại than khóc sau khi đã tiết lộ bí mật cho đạo sĩ kia? Và Điểu Dương ngâm dần kệ: trong chúng ta ba kẻ sống đây, nói tên ai kẻ đáng trách này? Chẳng sư chẳng điểu, nhưng ngài ngốc mang quả Long Dương nhục nhã đầy. Nghe vậy rồng Bandara liền ngâm dần kệ khác: đạo sĩ theo ta một bạn già, chuyên trì khổ hạnh bậc hiền nhân, ẩn tình ta lộ, ta lầm lỗi, ta khóc giờ đây chính khổ thân. Kế đó Điểu Dương lại ngâm bốn dần kệ khác nữa: nhân sinh trần thế phải lìa đời, thánh đạo cho con cháu phải soi, bằng tự điều thân chân chánh hành, con người thành đạt đích cao vời. Chẳng ai thân thiết vượt sông thân, không kẻ thứ ba ái luyến bằng, song ẩn tình người đừng tỏ lộ, e rằng phản bội thật không lường. Mẹ cha quyến thuộc khắp xa gần, bạn hữu đồng minh dẫu thiết thân, ẩn ý ngươi đừng nên tỏ lộ, về sao phản bội phải ăn năn. Vợ hiền xinh đẹp tuổi còn xuân, chia sẻ bầy con đám bạn thân, song chớ tỏ bày điều bí ẩn, e nàng phản bội phải đề phòng. Tiếp theo là các dần kệ sau: đừng ai đem chuyện kín phơi ra, phải giữ như kho báu của nhà, việc tiết lộ ra điều bí mật hiền nhân chẳng muốn ngợi khen mà. Bậc trí không nên lộ tất lòng với cừu nhân hoặc với hồng quỳnh, những người nô lệ lòng tham dục, bọn chúng tỏ ra lũ bốc độc. Ai hé lộ ra một ẩn tình cho người không có trí thông minh, sợ lòng tin bị người làm phản, phải chịu người kia khống chế mình. Những người biết được chuyện riêng tư mà bạn chẳng nên để lộ ra, sẽ khiến bất an tâm trí bạn, vậy đừng tiết lộ chuyện riêng mà. Ban ngày chỉ có một mình ta, cứ bạo gan nêu chuyện kín ra, song giữa đêm khuya trời vắng vẻ, đừng liều lĩnh lộ chuyện riêng mà. Bởi vì chắc chắn ở bên lưng có kẻ phản ta đứng sẵn sàng, lời thoảng đưa đều nghe lọt cả, vậy đừng tin chúng để cầu mong. Đây là năm dần kệ sẽ xuất hiện trong vấn đề năm vị hiền nhân của tiền thân Umaga, số 546, tập 7. Tiếp theo là các dần kệ này: như cổ thành dây bọc tứ phương, với hào cọc sắt đã coi thường, quân thù xâm nhập vào tiên giới, bí mật người khôn giữ kín luôn. Những người dù vội vã nhanh lời, chuyện kín vẫn không hé hở môi, mà quyết giữ mình luôn vững chắc, thật lòng chân chánh đấy là người. Cừu nhân phải tránh như đi trốn, lúc rắn độc đang đuổi chạy dài. Khi chân lý đã được Điểu Dương tuyên thuyết như vậy, Long Dương Bandara liền ngâm dần kệ: lõa thể cạo đầu gã xuất gia, lang thang khất thực khắp quê nhà, ôi đem bí mật khai cùng gã, phúc đức tan tành số phận ta. Giới hạnh nào tu sĩ phải trì, phát nguyện nào tránh lỗi làm chi, làm sao thoát ác hành dây hãm, để đạt thiên cung cuối hàng kỳ. Điểu Dương đáp: bền lòng kham nhẫn tự điều thân, dứt bỏ vọng ngôn với hận sân, tu sĩ đoạn trừ bao tội lỗi, sau cùng đạt đến cảnh thiên cung. Long Dương Bandara nghe Điểu Dương thuyết pháp như vậy liền xin tha mạng,
và ngâm dần kệ này. Như trẻ sơ sinh, mẹ ngắm nhìn, khắp người rung động, thú thần tiên. Điểu Dương cũng vậy, xin ban bố, từ ái đàn con đến mẹ hiền. Sau đó, Điểu Dương tha mạng cho Long Dương và ngâm dần kệ nữa. Chúa rồng, ta thả bạn bây giờ, thoát chết cho ngài được tự do. Trong các bầy con này chỉ có con nuôi, con ruột, học trò ta, là ba trẻ hưởng nhiều sung sướng. Quả thật ngài là một giữa ba. Nói vậy xong, Điểu Dương hạ cánh từ trên không và đặt Long Dương xuống mặt đất liền. Bậc đạo sư ngâm hai dần kệ để làm sáng tỏ vấn đề. Nói vậy xong, chim chúa thả ngay, kẻ thù đáp nhẹ địa cầu này. Này ta giải phóng, mau đi kiếm, an trú xa nơi hiểm họa này. Dù bạn lên bờ hay dưới nước, ta nguyện phòng hộ kỹ từ rày. Như lương y có đủ tài năng, con bệnh hiểm nghèo đã chữa xong. Như nước mát trong hồ giải khát, cho bao người được thỏa thuê lòng. Như nhà trú ẩn trời băng giá, ta trốn bạn nhờ lúc bài dốc. Điểu Dương lại bảo, xin hãy đi ngay. Rồi chim thần thả Long Dương ra. Long Dương liền biến mất vào cảnh giới của loài rồng rắn. Còn Điểu Dương trở về nơi cư ngụ của loài chim xí điểu, tự nhủ: Long Dương Badara đã được ta tin tưởng, nhờ lời thệ nguyện nên được ta thả ra. Bây giờ ta phải thử thách xem tình cảm của vị này đối với ta ra sao. Rồi đi đến cảnh giới Long Dương, chim thần này nổi cơn thần phong của loài kim sĩ điểu lên thật mạnh. Thấy vậy, Long Dương tưởng kim sĩ điểu dương đến bắt mình, liền quá hình dài cả ngàn sải, một sải là 1m82, và nuốt cát sỏi vào cho nặng, rồi nằm sâu xuống, vừa giấu đuôi dưới mình xong, vừa dội dương cao mọng lên, như thể sẵn sàng cắn Điểu Dương. Thế vậy, Điểu Dương liền ngâm dần kệ: Kìa, Long Dương trước đã làm lành, nay bỗng dưng ngài há bồ nanh, với địch thủ ngài trong khỏi trước, vì đâu ngài phách lạc hồn kinh. Nghe lời này, Long Dương ngâm ba dần kệ: Phải luôn nghi ngài kẻ thù mình, chớ quá tin ngay bạn chí tình. Lòng cả tin sinh niềm sợ hãi, giết ngươi từ gốc đến đầu cành. Sao đặt lòng tin tưởng một người, trước kia ta đã cãi tranh rồi. Hãy lo phòng hộ mình cho kỹ, yêu kẻ địch à, chẳng có ai. Hãy gây tin tưởng khắp nơi nơi, xong chớ tin vào bất cứ ai. Đừng để người nghi ngờ chính bạn, xong tâm hướng đến mối hoài nghi. Người nào thực sự là người trí, cần phải hết lòng gắng sức thôi. Bản tính mình không hề để lộ, phơi bày ra trước mặt người đời. Hai vị đã trò chuyện với nhau như vậy xong, liền hòa giải với nhau và cùng nhau thân thiết đi đến am của ẩn sĩ khổ hạnh kia. Bậc đạo sư ngâm dần kệ để làm sáng tỏ vấn đề này. Này, thấy xứng đôi bàn thánh thần, toát ra dáng điệu tình tham tâm. Như đôi tuấn mã cùng cương chạy đến chốn nhàn cư của thánh nhân. Về vấn đề này, bậc đạo sư ngâm thêm một dần kệ nữa: Long Dương đi thẳng đến thầy tu, rồng chúa bảo ngay với kẻ thù, phải biết hôm nay ta thoát nạn, không nhờ tình thánh giả dành cho. Tiếp theo, vị khổ hạnh liền ngâm dần kệ khác: Trịnh trọng ta thề trước Điểu Dương, với ngài ta nặng trĩu tình thương hơn bao giờ cả, song rung cảm vì mối tình thân với đại bạc. Ta đã sai lầm vì cố ý, chứ không do bởi tính ngông cuồng. Nghe vậy, Long Dương liền ngâm ba dần kệ: Người thấy đời này lẫn kiếp sau, chẳng hề thương ghét nhọc lòng đâu. Tu hành đội lốt ngài mong dấu, hành động phi nhân ngược thánh bạo. Nhuốm đầy tí tiện dáng cao siêu, khoác áo tu lòng chẳng tự điều. Bản tính chưa tầm tư hạ liệt, ngài chuyên tạo ác nghiệp bao nhiêu. Rồi để khiển trách gã, vị này lại ngâm dần kệ nhiếc mắng: Chỉ điểm dối lừa muốn giết quan, bản lành vô tội dạy ta mong. Nhờ đây thề nguyện điều chân thật, bãi mảnh đầu ngài phải dở ta. Thế là ngay trước mắt Long Dương, đầu kẻ tu khổ hạnh kia bị dở nát thành bảy mảnh và mặt đất nứt ra ngay ở nơi gã đang ngồi. Gã biến mất vào lòng đất và tái sinh vào địa ngục Avisi A Tỳ. Còn Long Dương và Điểu Dương đều trở về cảnh giới của riêng mình. Bậc đạo sư làm sáng tỏ sự kiện vị ấy đã bị nuốt chửng vào lòng đất bằng dần kệ sau cùng. Vì thế ta nay nhắn nhủ rằng, chớ bao giờ phản bội thân bằng. Còn gì tồi tệ hơn nhìn thấy một thứ bạn bè giả dối chăng? Bị nuốt trôi vào lòng đất lạnh, kẻ mồm độc ấy ngã nhào lăn,
và người khổ hạnh nay đành chết vì chính lời kia của Chúa rồng. Đến đây, bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại và bảo: Này các tỷ kheo, không phải chỉ bây giờ mà ngay cả xưa kia nữa, Devadatta, Đề Bà Đạt Đa đã nói dối và bị nuốt chửng vào lòng đất. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, ẩn sĩ là Devadatta, Đề Bà Đạt Đa, Long Dương là Sariputta Xá Lợi Phất và Kim Sĩ Điểu Dương chính là ta.